Lâm Thắng là cái tên nổi bật khi xuất sắc trở thành Á quân cờ xuyên Việt năm 2017. Anh sinh năm 1989, là con trai út trong gia đình có hai anh em, nên tuổi thơ Lâm Thắng được ba mẹ hết mực quan tâm. Khi lên lớp 12, Lâm Thắng tìm kiếm được niềm đam mê với nghệ thuật. Anh quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh. Cuộc sống bên ngoài khiến Lâm Thắng đã có những lúc tuổi trẻ bồng bột và những ngã rẽ sai lầm không đáng có. Đó thì lúc đó cũng gây ra món nợ rất là lớn, mà trong khi cái tuổi đó chưa làm ra tiền. Thật ra đi làm thì có, mà cái số tiền đi làm ra chẳng đáng bao nhiêu cái số nợ đó hết á. Hiện tại, Lâm Thắng đã có những thành tích đáng kể trong sự nghiệp và những thay đổi khiến bản thân trưởng thành hơn. 2017 coi như là con thi cờ xuyên Việt. Đúng rồi, cột mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời luôn, và cũng thay đổi rất nhiều trong sự nghiệp. Trong chương trình hôm nay, Lâm Thắng muốn dành 14.400 giây bên cạnh cha của mình để bày tỏ tâm tư, lời yêu thương chân thành, vì trong suốt bao nhiêu năm qua, hai cha con chưa từng có dịp trải lòng cùng nhau. Đúng đó, cha chỉ sợ con khùng. Đúng đó, cha chỉ sợ con khùng nè. Học quá. Đi gì mà trễ như vậy? Hết hồn nữa, trời ơi. Bác sĩ nó coi chừng bị tháo khớp nữa, chứ nghe hết hồn. Ghê vậy? Ít đốc nữa. Nó mà tháo khớp là giờ còn 1 giờ nữa. Còn 1 giờ. Rồi mua không mua cái là lấy đồ ra đập chứ xe đạp. Đúng là nóng lắm, đúng là quạo, wow, cái gì đồ không được là nổi điên lên nè. Xin chào khán giả chương trình 14.400 giây hạnh phúc. Mình là Lâm Thắng. Hôm nay Thắng rất may mắn là được cơ hội để tham gia với chương trình. Cũng là cơ hội để cho Thắng cùng với người cha của mình tìm lại những cái giây phút mà đã lâu lắm rồi thì hai cha con không có làm cùng với nhau. Đó chính là một buổi sáng đi ăn sáng, cà phê. Lúc đó Thắng còn nhỏ lắm, là còn đi học á, còn đi học là tiểu học hay trung học gì Thắng không nhớ chính xác nữa. Mà thường là thứ bảy nhật thì được nghỉ thì mới được đi ăn sáng cùng với cha của mình. Thì lúc đó rất là thích, nhưng mà từ khi lớn lên bắt đầu đi học nhiều hơn, bắt đầu đi làm thì cũng đã ít có cơ hội để có thể ngồi trò chuyện với cha của mình. Giờ nay sáng nay dẫn cha đi uống cà phê ăn sáng. Thường thường để cha con mình uống cà phê ăn sáng hả? Lâu rồi không ăn sáng cà phê mà. Mà bình thường thí dụ ở nhà mà không có con ăn thì nhà ăn sáng món gì? Thì có khi ăn ở nhà hoặc là có khi đi ra tiệm tùy. Ăn món gì thường ăn món gì? Ăn phở quá. Phở, bún bò. Biết ngay mà. Hôm nay đi quay có hồi hộp không? Hồi hộp hả? Hồi hộp đúng không? Em hồi hộp, tim đập nhanh. Ôi rồi, hôm nay nhà cùng nhà mình có bán trà sữa không? Có bán gì cần. Sáng ở nhà mẹ nấu rồi. Ngày chi sáng sớm xuống nghe mùi thơm đường đen xem. Chiều ra bán. Bây giờ mình sẵn chương trình mình quảng cáo đi. Đó, ai muốn uống trà sữa khi gọi 0888674760 đó. Ai muốn uống trà sữa thì cứ liên lạc với Lâm Thắng, bảo đảm ship tận nơi đúng giờ. Để thấy con đi quay gì đâu mà mấy ngày trời cũng lâu ha. Rồi, tại đi quay tỉnh mà, đi chương trình mà. Ở nhà thì cũng lo, cha mẹ cũng lo. Thì đâu đi, cả anh em ekip đông mà lo gì. Tới rồi. Bây giờ con mới kêu hai phần bún thịt nướng với lại cà phê cha. Rồi thôi ăn thử thôi. Ăn đi. Món này làm có giống mẹ không? Con mẹ có làm món này hả? Thì lâu lâu mẹ cũng đi, chứ con đi quay hoài thì con đâu có nhà đâu. À là lúc làm nó không có con nhà hả? Ừ. Kỳ vậy ta. Dạ, trước khi mà hai cha con dùng bữa sáng thì chương trình gửi hai cái đồng hồ ạ. Dạ, hai cha con cùng đeo vào nhau và mình bấm giờ. Ủa bấm nút đồng hồ để mà canh 4 giờ bên nhau. Rồi, giờ bấm vào đây ha. Bây giờ chương trình xin phép thu lại điện thoại của hai cha con ạ. Thì con đi làm thường ở nhà, đâu có ăn nhà, hoặc là đi làm về khuya quá sáng mà ăn bỏ cơm trưa, bỏ ăn sáng luôn mà. Cái đó tốn tiền sao? Cũng mừng á, cũng đỡ tốn tiền. Tiết kiệm ghê không? Hồi lúc chưa có con thì cha còn trẻ. Đi làm về á, nhiều khi bạn bè rủ đi nhậu. Mà cũng ý là hồi đó là anh ở gần bên nhà ngoại. Thành ra rồi. Có gì thì bảo vệ đuổi về. Mọi người có trường không? Hồi đó mẹ làm trong trường. Thành ra
bảo vệ biết nó dẫn về. Đó chưa con nữa không? Chưa, lúc có con thì cũng mới sanh thôi, đúng không? Bị con nhỏ hơn anh 2-5 tuổi thì anh đi học rồi con mới sanh nữa. Sao mà tới lúc con mà đúng giờ dữ vậy, cứ canh rồi giờ đi sớm không về không nổi cũng ráng kêu đi sớm. Thì cái năm mà lớp 10, lớp 11, 12 đó, năm đó học thấy cực quá. Lúc đó cha chỉ sợ con khùng, nè. Này học quá, giờ học quá rồi không biết nó con sao, nó có nhét vô được không. Lúc đó không, đó sợ khùng, không khùng, sao giờ đi làm ra cái mọi người kêu con khùng. Nói mới nhớ dần, năm đó đi Vũng Tàu hả ta? Vũng Tàu mà đi lạc á, tự mò tới cái chỗ mà gọi là gì? Trạm cấp cứu bờ biển. Nó tự đập thôi. Tự nói tên cha tên mẹ xong rồi kêu bận nhớ gì bận buồn đùi ở thùng ba lỗ đỏ gì. Có một bé trai đi lạc gì đó. Thì nó đi trong cơ quan tổ chức đi biển đó. Rồi cha với mẹ ngồi trên ghế bố rồi con ngồi chơi hơn trước đó. Không biết kiếm chỗ để kêu cứu không? Cha là Vĩnh, mẹ là Dung gì đó. Giờ có một em bé đang đi lạc. Trời ơi, lúc đó cha đang đi táo quả đi tìm. Thấy nghe vậy mừng quá chạy lại đó. Thấy đứng ở đó. Lúc đó không sợ đi lạc mà chỉ sợ là ra nước rồi nước nó cuốn đi thôi. Rồi cha no chưa? No, hôm nay ăn no rồi đó. Bây giờ tranh thủ mình đi chơi. Ừ. Chạy thích đi đâu? Chạy thích đi đâu? Thôi giờ đi câu cá đi. Giống như hồi xưa con cha dẫn con lên cái chỗ Dìn Ký gì ở trên chỗ Bình Dương đó. Cứ đòi câu cá chơi cho con đi câu cá hả cha? Rồi cũng mướn cần câu cho con câu. Không, bữa Dìn Ký nhìn cái câu được, câu nhiều lắm. Câu mà trả xuống đông cho trả nữa mà. Bắt lên đó. Tại vì người ta nói là câu rồi đó là cái con cá nó dính cái lưỡi câu rồi nó bị thương cái miệng nó rồi. Bây giờ nếu mình thả xuống thì nó không ăn được nữa, nó sẽ chết. Kỳ đó là xách một xô cá về con nhớ không? Cứ thả xuống là dính, thả xuống là dính bị cá làm như là để đói hay sao? Thôi giờ hôm nay đi câu cá đi ha. Rồi thích đi câu cá, đi câu cá. Để ôn lại kỷ niệm ha. Quá trời. Cá nổi lên nè. Để sang trồng cá nuôi rồi. Cắm thả vịt. Cắm thả vịt xuống ăn nè. Tại đây có vịt nè. Con sen nè, thấy không? Con sen được mà. Cá lần nó ăn mấy cái ấy ở dưới á. Coi chừng té nha, chỗ này trơn à. Không biết đây có cá là... gì ha. Đây cá chẽm, cá chép, chẽm. Thường thường như cá rô phi rồi. Cá phải ngồi đây đi ha, cho dễ câu. Rồi cha dẫn xuống Bình Dương câu, nay dẫn cha xuống Bình Quế. Cũng Bình luôn hả? Có Bình là được rồi. Ủa sao tới hai lưỡi lên ta? Chứ dễ ăn. Trời ơi, mới xuống đồng. Làm hết con mất hình cục rồi. Rẻ vậy. Rồi con từ đó giờ mà mỗi lần mà bệnh không bệnh thôi, bệnh đi bệnh viện. Trời ơi, từ hồi nhỏ hồi lúc ở nhà sữa đó. Rồi con đạp xe đạp đó, xe ba bánh đó. Chạy vô đám xà bận á hả? Rồi té có trầy sơ sơ vậy mà. Rồi cũng phải đi bệnh viện. Vô bác sĩ nói coi đi gì mà trễ như vậy. Hết hồn nó trời ơi. Bác sĩ nó coi chừng bị tháo khớp nó chứ nghe hết hồn. Ghê vậy? Ít đốc nữa. Nó mà tháo khớp là giờ còn một giờ nữa. Còn một giờ. Rồi cái vô Nhi Đồng. Chích rồi chắc đau quá mỗi lần mà. Y tá mà vô trong phòng kêu đứa nhỏ nào làm gì cái là con thấy áo trắng là con sợ rồi. Né mà là né kim né. Tao né tao phải đưa né chích vô mông thì phải đưa cái mông vô trong không này đưa cái mông ra ngoài không đứt cái mặt vô. Giống như kangaroo vậy. Nhưng mà giống như đà điểu vậy hả? Coi như mình không thấy người ta, tao không thấy mình á. Giống như đà điểu vậy hả? Đó. Trốn cái mặt ra hả? Trời. Rồi được hay của tao. Ê, dính được cái bùn hay thiệt. Nhớ đó mấy lần mình đi học á. Về cái kêu đưa giấy cho cái kêu phụ huynh ký tên á, kêu cha ký trước á nhớ không? Là nhái hả? Không có cái nhái mà ký xong mới ghi nội dung. Tại sợ mẹ á, mẹ cho ăn đòn liền. Cha là không sợ đó. Đã sợ hơn. Là kêu cha ký khống á phải không? Như lúc đó học cấp 2 phải. Học 2 bữa trưng á. Lên cấp 3 thôi khỏi nói rồi, học ngày đó rồi. Con là
cuối cùng trước khi cứ ngày tốt nghiệp á là kéo nguyên lớp đi hết, đi lên Diamond Plaza đó. Ừ. Kéo nguyên lớp nghỉ hết, bữa đó là bữa cuối cùng cái nguyên lớp chơi luôn. Thì bữa đó thầy chủ nhiệm mới điện thoại hết luôn á, kêu lên hết phụ huynh tập họp ở đó. Bình thường là ta điểm danh người nào vắng mặt, còn đó là điểm danh đứa nào đi học thôi. Thầy đưa đi học ít hơn vắng mặt. Ở lúc đó ai gọi vậy cha? Thì ở trường á đâu biết thầy nào. Thầy báo làm sao nay em Thắng lên trường rồi, đi vô rồi sao không thấy lên học. Lúc đó là tức tốc lên liền, 1 phút 30 giây. Lúc đó về em thấy mẹ đang đứng đó mà. Thì đứng đón ở trường đó, bao nhiêu phụ huynh rồi đứng ở chợ cái cửa đó. Chợ đó đông rồi nha, phụ huynh đứng đông lắm á. Thì cả lớp mà không đông cho được. Thấy bên kia thấy nó câu, nó kéo lên đi liền. Cha con mình không có số sắc cá rồi. Như mình đó mới được ha. Ủa sao nãy giờ cha tưởng rầm cho cá nó không ăn tôm nè. Là sao là anh không ăn chay hả? Nó ăn chay không ăn tôm. Chay nó không ăn tôm. Hèn chi nãy giờ. Ồ, nó kéo kìa, nó kéo. Có kìa. Ôi, được rồi, bự quá. Yeah. Coi chừng sút quá, Rồi, kéo lên. Kéo lên sao? Trời ơi, dịu quá vậy. Rồi, kéo lên. Đã nha, kìa là con này nó không có ăn chay nè, nó ăn mặn nè. Rồi, vô. Đem lại luôn ha. Vậy là hôm nay có một bữa cá nướng nha. Quá dữ luôn. Rồi, bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Được không? Được rồi. Cái câu vô đây con nướng. Nướng ở đây cho nhớ rồi đó, cho đi hướng đạo hồi còn nhỏ đó. Cũng cắm trại rồi cái cũng đốt lửa trại lên. Rồi, ăn. Này phải có gì đó mình quạt cho nó ha. Thôi giờ con thổi đi. Con đứng lên thổi cho nở chín đi. Để chốt đi, để con có đem theo cái quạt mini nè. Thấy hay không? Biết, bữa nay ăn cá nướng rồi đây nè. Ăn cá nướng phải đem theo phải không? Đem theo chứ. Con này cũng gần cả ký à. Rồi đó giờ cha con mình chưa có cảnh này phải không? Chưa, chả có câu được không? Cái gì thả xuống gặp cá, không ăn mồi không chết rồi. Bữa trái không? Trái, đó. Mau lên đói bụng rồi, mau lên đói bụng rồi. Con cá này mập quá chắc nó mỡ không hả? Chắc cá heo á nên mỡ nhiều. Được không? Coi chừng nóng à, coi chừng nóng nha. Quá, mau ghê ha. Mau. Ồ, cái này thành quả cũng được quá ha. Đó, được đó, có lửa nóng rồi đó. Hồi con còn nhỏ con cũng khoái ăn cá lóc nướng rồi. Hãy cứ kêu mẹ đi làm cá lóc về mua nướng hoài. Ủa nghe mẹ nói hồi đó cha khoái làm cây xăng lắm hả? Khoái mở cây xăng lắm hả? Bạn cha mở cây xăng cho đi bán. Bán xăng. Bán xăng cho bạn cái thích mở cây xăng. Ông mà đúng mà mở cây xăng tới giờ là được rồi phải không? Sao lúc đó rồi sao không mở? Vốn. À. Ủa cha thích ăn cá ăn gì nhất? Ăn cá hả? Hay món gì? Cá thường thường thì cũng thích nhưng mà không bằng ăn thịt. Thịt bị ăn cá xương nhiều quá. Chị thích ăn thịt gì? Thịt bò, thịt heo. À, ăn giò heo phải không? Giò heo. Phải như bún giò heo đúng không? Bún giò heo. Bún giò heo mà là giò heo đàng hoàng chứ không phải bún giò heo gói đâu nha. Thế lần nào lên đi lên phía Hóc Môn Củ Chi được phải ăn bún giò heo mà. Ừ. Nhiều khi xương cá nhỏ quá, mình không thấy mình vô cần cổ thôi qua tay mũi họng. À, nói tay mũi họng nhớ hồi xưa. Ừ, thì con đó nhét cái gì đó, nhét vào phòng á. Nhà đứng ngồi ăn cơm cái nói cha cái lỗ mũi con sao bị gì cha, bây giờ nói trời ơi ảnh chơi nguyên một viên hộp cái đậu phộng vô trong lỗ mũi tại tính thử ngồi cái chạy qua bên chở đi qua bên tay mũi họng cho người ta lấy ra, tại vì bình thường á ta bỏ miệng ta ăn là bình thường rồi, mày tính thử ăn đường mũi hay về vô tới đó cái nó kẹt. Ngoài làm thích làm cây xăng ra còn làm gì nữa? Thì giao sữa cho con. Đây, hôm trước á con nhớ không, con đặt sữa đó quay Hóc Môn á. Rồi cha hỏi giao đâu con, nó giao Cầu Kinh ở quên Cầu Sát. Cha đinh ninh trong đầu là đi tới Hóc Môn hay là đi nữa đi theo quốc lộ 22 là tới Cầu Sáng. Rồi chạy lên từ xa thấy cái cầu rồi, nay rồi sắp tới rồi, chạy lên trời ơi tá quả dòm thấy cầu An Hạ. Thì lúc đó điện thoại con hỏi cha tới đâu rồi, cha nói là tới cầu An Hạ rồi. Trời ơi sao cha đi được đó, cha mà đi chút trễ chút xíu nữa đoàn nó ốp rồi, coi như cha con mình uống sữa thay cơm á. Đâu có nhiều ly đâu, 30-40 ly. Ừ, 30-40 ly chứ nhiêu. Thì ba người bữa con... Bữa đó chắc phải kêu cả cái xóm lại uống á. Con cha mẹ uống. Mà mai con ngồi dám nhắc chừng á, không nhắc chừng là đi luôn qua Củ Chi ra rồi. Dạ, ngồi dám tới Campuchia.
cầm thẻ bắt bộ. Tới cửa khẩu hỏi đi đâu đi giao sữa. Thấy cái thịt thấy mình ngoài cũng muốn chín rồi không? Trăng được. Con được nghỉ cái là mới có đi chơi vậy được chứ không thôi mà đi làm thì đâu có đi chơi được đâu. Đây cũng nhờ chương trình, có chương trình cái cơ hội để đi chung. Mà cá này ngọt, trên nó đen mà dưới nó hồng. Vậy là cá này chắc là nó lai giữa cá chim với cá điêu hồng đó. Này muốn biết chín hay không phải lấy cái đũa xăm. Rồi mềm này vậy là chín rồi. Vậy chín đó nha. Chín 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 á. Thơm chứ. Nướng than sẽ thơm hơn là nướng ở cái bếp kia. Đương nhiên rồi. Trong lúc đợi cá nướng chín, hai cha con đã có khoảng thời gian ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thật vui vẻ. Thôi mình ăn đi, thưởng thức cái thành quả ngày hôm nay đi. Bữa nay uống gì á? Hình như nói là ngon lắm, uống thử coi. Thế cái nước là uống vô là sẽ được bảo vệ sức khỏe. Trẻ mấy con già, rồi vô. Lấy cái trái cây thay rượu. Ngọt ha. Này nước nho hay gì á? Nho. Thôi ăn thử cá cha cậu con nướng thôi. Ăn thử thịt không coi nó ngon không? Ngon không? Được, được. Mình câu đừng cá này đỡ tốn tiền mua đúng không? Mà con cá này là cả nhà mình ăn hết à. Hai cha con ăn lại hơi mệt mỏi. Sao, ngon chưa? Ngon. Cá câu ăn ngon hơn cá mua hả? Dạ, thích ăn khế này đúng không? Khế chú chát rồi nè. Những cái chuyện mà đã xảy ra rồi, những cái chuyện trong quá khứ tới bây giờ á, thì giờ những lời mà con nói rồi với gia đình cũng như nói riêng là ở đây là có cha, thì đây có là lời xin lỗi của đứa con 14 tuổi. Là năm 14 tuổi là lớp 7, lớp 8 gì nè, đòi nằng nặc mua chiếc xe đạp cho bằng được. Ngày lúc đó nhà không chịu mua, nói là phải học giỏi gì đó. Học giỏi đó thì sẽ mua cho chiếc xe đạp. Còn không là nhà đưa cho chiếc xe đạp nhà đi á, nhà đang có đi á, thì không có thích. Muốn là đi phải con thích đi, tại vì bạn bèo đó ai cũng đi xe mới hết, xe gọi là xe đạp cuộc á, đi học giỏi về đó là nhất định rồi đi đạp chiếc xe đạp cũ về rồi mua, không mua cái là lấy đồ ra đạp chiếc xe đạp. Đúng là nóng lắm, đúng là quạo đọc cái gì đâu không được, là nổi điên lên nè. Hôm đó là xé mà lại lớp, thì đó con xé mà lại lớp thì đó cũng sợ lắm, cũng vừa sợ mà lúc nhỏ mà ham chơi mà đâu có nghĩ gì đâu, thì cứ thích thấy bạn bè phải đua đòi theo thôi à. Tới chừng khi mà nghe tin mà mình không học đàng hoàng sẽ lại lớp thì lúc đó mới đầu cũng sợ, bắt đầu mới chịu học. Con học thì cũng được chứ không đến nổi, thì nhưng mà nhiều khi mà con có những cái vậy như vậy đó thì cha mẹ thì cũng buồn, rồi thì cũng động viên con thôi, ráng đi rồi được thì cha mẹ mua cho xe, coi như là cũng đặt một cái mốc để mà con phấn đấu. Thì lúc đó cha thấy con đập nát cái xe đạp rồi, cho nên này chỉ có đưa ra chai thôi chứ còn làm gì được nữa giờ. Nhà mình thì cũng chớ khá giả gì, thành ra nhiều khi những cái đó thì nó cũng hơi vượt quá khả năng, thì rồi cha mẹ cũng nói là thôi để rồi cha mẹ rồi cố gắng dành dụm rồi để mua cho con, cho nó cũng giống như bạn bè vậy, tự an ủi vậy thôi chứ biết sao. Còn nhỏ thì ai cũng vậy, nó có những cái tính trẻ con mà. Cũng muốn nói lại xin lỗi đến cha cũng như gia đình ha, những cái chuyện xảy ra tại đó giờ không có nói, thích hành động hơn, thích làm hơn, tự sửa. Thì cho đến ngày hôm nay cũng là tự sửa khá nhiều rồi. Rồi thôi bây giờ qua cái trang tiếp theo coi lời xin lỗi của đứa con 22 tuổi. 22 tuổi lâu đó học, đã học xong lớp 12 rồi, tốt nghiệp rồi đó, bắt đầu là cũng đi ra, bắt đầu là gọi là bước vào đời đó. Đó thì lúc đó cũng gây ra món nợ rất là lớn, mà trong khi cái tuổi đó chưa làm ra tiền. Thật ra đi làm thì có, mà cái số tiền đi làm ra chẳng đáng bao nhiêu cái số nợ đó hết á. Lúc đó cũng ham chơi theo bạn bè này nọ đó, rồi để ở nhà phải gánh giùm. Mà sau may mắn đó là ở nhà cũng đi xoay sở rồi có, để có tiền dành giùm sau đó mới trả được cho con, chứ không thôi cũng mắc nợ tới không biết. Nếu mà không là cũng không biết sao thoát ra được. Thì lúc đó là cái số nợ đó của con cũng đã lớn rồi, mà không phải riêng con nữa mà còn thêm gánh thêm cho người khác nữa đó. Thì đó cũng lúc đó là lúc đó nằm nó cũng mới vô chuyện sân khấu nữa, chuyện sân khấu điện ảnh nữa. Thì con thấy là cái chuyện mà cha mẹ cố gắng thì lo cho con vậy đó, thì giờ
thấy con cũng bù đắp lại phần nào cũng được. Dạ thôi, cái chuyện thì nó đã qua rồi thì thôi. Thì đó, thì con thấy không, gia đình mình cũng lúc đó thì cũng đâu có khá giả gì. Thanh toán cái đó để không thôi, rồi nó cứ dây dưa hoài, nó cũng mệt quá. Thôi. Thôi tiếp đi. Tiếp theo là lời xin lỗi của đứa con 23 tuổi. Năm 23 tuổi là năm đó là năm 2012. Nhớ 22 năm đó là năm tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà sau đó, sau cái tốt nghiệp đó thì bắt đầu mới là một cái khoảng thời gian khó khăn khi mới bước ra nghề. Đó là thất nghiệp cũng dài lắm á. Lúc đó chị đi diễn kịch cà phê cho nhớ không? Đi diễn với Hồng Trang á hả? Hồng Trang lúc đó mấy nhóm rồi, còn diễn tới mấy nhóm rồi. Có 2 triệu nữa. Diễn đó không bao nhiêu, nhớ có một cái suất diễn đó là được 38 ngàn. Thì thời điểm đó là bị cha nhắc hoài đó, hỏi sao không đi làm, đi nằm nhà hoài đó. Hồi không có kiếm gì khác làm nữa. Thời điểm đó mới ra mà nhiều ít người biết mình, chưa có cái cơ hội nào để mình chứng minh, chứ để thể hiện hết thì ít, nên nằm nhà hơi nhiều. Mà không có cái việc gì để làm nó ổn định thì thấy làm cha làm mẹ thì cũng phải lo chứ. Nên đây là cha hỏi mấy cái đó thì cũng là chẳng qua là để tôi động viên con ráng thì kiếm một cái công việc gì đó làm. Đâu phải là đòi hỏi con phải làm kiếm tiền để nuôi cha mẹ đâu. Không biết chứ, mà tại vì vấn đề đó là đó là nhớ đi làm chỉnh nhạc nè, làm hậu đài nè, soát vé nữa chứ. Đó, làm đủ thứ hết. Bao nhiêu tiền cũng làm, lúc đó không có cần đòi hỏi gì, chỉ được làm thôi được rồi. Để đi học hỏi nữa. Rồi thôi, bây giờ mình đến tiếp theo coi là cái gì nha. Chà, cái này đi xa lắm nhưng mà sẽ không bao giờ quên được nha. Lời xin lỗi của đứa con 28 tuổi. Đố chay 28 tuổi có gì đặc biệt? Anh nhớ vậy làm như nó bị teo nẻo não rồi, không nhớ. Bây giờ năm nay 2021 phải không? Thì cách đây 4 năm trước, 2017. Coi như là con thi Cười Xuyên Việt. Đúng rồi, cột mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời luôn. Và cũng thay đổi rất nhiều trong sự nghiệp. Tại trước đó cũng đã thi rất nhiều cuộc thi rồi và rất cũng tơi tả. Thì năm 28 tuổi là cái năm quan trọng, lúc đó nhà đi coi hết đúng không? Cha mẹ lúc nào dòng nào cũng đi coi, hình như có bỏ một dòng thôi à. Cái đêm bán kết, cái đêm mà chỉ còn con, Hồng Thanh và Minh Dự á. Đó là quyết định loại ai để vô chung kết xếp hạng đó. Lúc mà nghe thông báo tên con thì con nhớ cha chạy xuống cho ôm con nữa. Khen rất nè, khen giỏi lắm. Thì chưa bao giờ vậy hết. Cái cảm xúc nó không nét được, thấy không? Giống như lúc đó mình nó vỡ hòa ra vậy đó. Khi biết kết quả là con mình nó thi mặc dù không được quán quân nhưng mà cũng là một cái bước tiến để mà làm nghề. Bà thấy rõ ràng là sau đó thì trong nhà thì tự hào hơn, cảm giác có chút để hãnh diện hơn. Thì nói cho đúng ra là con cũng nhờ bạn bè tốt giúp đỡ con, thành ra là con mới phát triển cái nghề được. Thì con lúc nào con cũng phải nhớ ơn những người đó. Sau những tâm sự của Lâm Thắng, cha cũng gửi gắm vài lời qua lá thư với những nét chữ trên đôi tay cầm bút đã dần không vững. Thắng con, hôm nay cha viết thư này cho con. Khi cha đã 68 tuổi rồi, hơn 30 năm qua cha con mình đã sống cùng nhau. Và những gì cha lo cho con là để sau này con trở thành một người có ích cho xã hội. Và đến tuổi này thì cha rất mừng vì con cũng đã có một vị trí tốt trong xã hội, có một việc làm ổn định. Cha tin tưởng rằng đến khi con 68 tuổi như cha hiện nay thì con cũng sẽ có một gia đình và lo cho các con của con cũng giống như cha đã từng lo cho con vậy nhé. Hiện nay thì cha cũng đã yếu so với những năm về trước, nên cha rất lo vì đến giờ con cũng chưa có một gia đình yên ấm. Cha chỉ sợ càng ngày cha càng yếu thì không biết có được cháu nội để vui vẻ bên cha hay không. Hy vọng một ngày gần đây con sẽ có được một mái ấm để cha có mất thì cha cũng vui. Cuối cùng thì cha cũng mong công việc của con đang làm ngày càng ổn định, gặp được nhiều thuận lợi và phát triển nhé. Cố gắng lên con, cầu chúc con đứng nhiều sức khỏe, thương con nữa.
Thật sự thì chưa bao giờ cho nói được hết á, nhưng mà con hiểu. Và cái vấn đề chính trong lá thư này là cái chuyện lo cái chuyện gia đình riêng của con. Nhiều khi cha nghĩ rằng cái duyên nó đến mà cái nợ chưa có. Thôi thì bây giờ mình ráng làm sao mà nó vừa có duyên mà vừa có nợ. Thì có duyên mà không có nợ thì cũng không có đến nhau được. Thì thôi thì cái chuyện đó thì duyên số thì thôi cứ để tương lai thôi, chứ giờ cũng con cũng không hứa trước là sớm hay muộn sẽ có. Thì cha cũng biết cái chuyện đó thì cha cũng mong được như vậy ha. Bởi vì càng ngày thì mình cái tuổi mình nó cũng chồng chất rồi, nó lớn rồi. Qua bức thư này cũng mong là không những cha mà mẹ rồi bà nội có được nhiều sức khỏe là được rồi. Cảm ơn con. Và mong gia đình mình cứ êm ấm như hoài là được. Tại thường mấy cái chuyện này con cũng ít nói lắm. Trong nhà thì cũng tự hiểu nhau thôi. Ok thôi. Bữa nay thì cha con mình mới có dịp ngồi ở đây thì tâm tình với nhau, mình nói ở những cái suy nghĩ gì của mình, thấy không? Thì cha cũng mong rằng sau này thì tụi con cũng đã làm những cái công việc thành đạt, về công việc làm ăn thì thành đạt. Sẽ cố gắng để còn lo cho nhà nữa. Hai con nữa con.